cả nhà. Đang ở cái vườn ở đây, họ cho hái rất là nhiều loại dâu cả nhà. Ngoài ra có dâu tây này, rồi có các loại giống như là việt quất này. Và ở đây thì hôm nay Trinh không có hái dâu tây mà Trinh hái cherry cả nhà ơi. Cái quả này chữ triệt luôn cả nhà. Mê quá cả nhà ơi, mê quá. Ôi, những cái chùm cherry này cả nhà ơi, đỏ sẫm mà. Nhưng mà Trinh sẽ chọn những cái chùm mà nó những cái cây ấy mà nó chín đậm hơn ấy. Đây, nó phải chín đậm hơn. Wow, rất là thích cả nhà ơi. Nhìn này, những cái chùm cherry này tuyệt vời luôn á. Thôi quá tuyệt luôn, quá tuyệt. Đây là những cái này chín đỏ luôn cả nhà, chín đỏ luôn này. Wow, đã quá. Nguyên những cái cây như này á thì là quả nó vẫn còn 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 vàng vàng cả nhà. Ở đây sẽ wow. Đã quá. Nguyên một cây đỏ chữ luôn cả nhà. Wow. Này thì thấy nó chưa 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 đỏ đậm quá. Để ăn thử xem. Nó hơi chua chua rồi nhỉ. Đã quá. Nguyên một cái cây chín đỏ luôn. Trinh sẽ đi tiếp vào bên trong á để mà tìm những cái cây mà nó chín đỏ đậm hơn đấy. Cái này chín đỏ đậm này. Cả nhà nhìn này, wow, đã chưa, rất là đã luôn. Chùm 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 này cả nhà, đã chưa. Chùm này cả nhà, wow. Nhìn thích lắm rồi nhỉ. Ở phía xa xa kia thì có người Việt Nam rồi nhỉ. Đây cả nhà ơi, chui được vào trong đây nhìn thấy cherry chùm 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 luôn cả nhà. Đây, chùm to không à. Cái chùm bên trong này mới là đỏ này nè. Wow, đã lắm. Stefan lên trên phò dít. Trên đây có những cái quả to nữa cả nhỉ. Nó so viel, weiß gar nicht wo anfangen. Việt Nam mê gì?
Việt Nam nghe gì? Chưa, ốc hiểu xong rồi. Đây cúc kìa. Wow. Còn này cái lúc nữa. Lê, lăng dầm. Wow. Xin chào ạ. À, xin chào. Anh cũng nói em là người phía đằng xa kia là những người Việt cả nhỉ. Wow, nó chưa to lắm. Wow, đã quá. Wow, chôm luôn. Ngon quá. Bây giờ đã sợ cô rồi nữa. Cô để uống bà. Úp. Rớt hết rồi. Đấy. Mì dưới. Mì dưới. Mì ăn đã luôn. Nghe bài đó. Không đó ông vợ ổng biết rồi sao lên ổng. Dạ rồi đúng rồi nhưng mà nó cũng nói vậy đó. Không biết sao giờ. Ổng sao giờ gì? Sao không khai ông chết sao vợ? Ông kia là ổng dám nói nha anh. Ông kia là thôi khỏi giống nè. Nó có tên cuối giả lông rồi. Wow. Chín đỏ luôn. Cái chùm chín đỏ luôn anh nhỉ. Wow. Cái cây này mà chín quá cả nhỉ. Wow, chín đỏ. Cái xanh cái đĩa. Ồ. Wow. Hải đã quá thầy ơi. Đãi quá luôn á. Wow. Nắng quá nhỉ. Ngọt quá cả nhờ ơi, ngọt liệm luôn. Hái phát được 3 quả luôn. Hái phát được 3 quả luôn. Ừ.
ăn đã luôn cả nhà. Trái chùm 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 này cả nhà ơi, mê chưa? Wow, đang dẫy luôn nè cả nhà. Anh nông dân đi hái cherry đây cả nhà. Đó, đi nào. Đó. Gần là tươi. Wow. Úp, bỏ thì lại ta. Đó, được kịp. Ui, mất tí hồ khí vậy. Để ra cái đôi. Wow. Opa. Da, you know. Oh. That's me good. Juice, no? The other guy bought the juice. Ví dụ cần nuôi đi juice. Dạ, không cần được. Chùm chùm là cả nhà ơi, đã chưa? Wow. Rất phát được hai quả luôn. Bên đây, cái cây bên đây nó còn to nữa cả nhà. To không à? Wow. Lúc nuôi đi go rồi bịt à. Trái to không à cả nhà? Wow, trái to không à? Hay. Giờ chọn những quả to đi. Quả này to quá thì bị uổng rồi. Wow. Đây, trái to này cả nhà. Đây. What's that? Not better. This? Ah, but this kinao is a. Đó. Stefan bảo cây này rất là ngọt luôn cả nhà. Xin sẽ thử hai quả này nhá cả nhà nhá. Nói là cây này ngọt lắm cả nhà. Ngọt vậy thì mình phải hái thêm. Cái trái nó chín đỏ ấy. Trái nó chín đỏ. Hái cả cái cành ấy nó sẽ khó. Mình vứt cái mình chỉ rứt cái quả thôi thì nó dễ hơn. Đấy. Đây thì cái chui ở bên trong này luôn. Wow. Chui vào trong gốc cherry luôn cả nhà. Đấy. Chui vào gốc cherry để hái. Đấy. Wow. Đấy, rứt cái quả này nó dễ hơn là hái cả cái cành của nó. Wow. Cả nhà nhìn này. Dưới cái gốc mà cái trái nó mọc xà xuống dưới đất luôn đấy. Đó. Chỗ mà Stefan đang đứng hái. Trên đang chui ở dưới gốc ấy cả nhà. Cây này nó cũng thấp đấy. Thích quá. Wow. Đấy, mình rất xuống như này dễ hơn là bị thối rồi, uổng quá. Mình rất này. Đấy, dễ hơn là rút cả cành. Wow, đây này cả nhà. Wow. Đấy, cái nước cherry nó chảy ra tay xinh luôn này. Hoàng quá. Cái quả nào to mình hái. Rất rất dễ luôn. Wow. Sát dưới gốc này cả nhà. Cái này là sát dưới gốc luôn đó. Mà chùm 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 này. Mê quá trời luôn. Sát dưới gốc mà chùm chùm này cả nhà. Sát dưới cái gốc chân luôn đấy. Sát chân dưới đất luôn.
Wow. Lạ quá. Wow. Vô đây mê lắm cả nhỉ. Ăn có khi mình không ăn được nhiều đâu, nhưng mà đi hái này thích này. Đấy này. Wow. Xuân ơi, ui bà ai được kí lộ. Hái được hơn 1 cân rồi cả nhỉ. Đó, cứ hái thôi. Thích cái này cơ mà. Ôi. Cái cây này ngọt cả nhỉ. Chocolate bò cả nhỉ. Expensive. Also du bist sehr klein. Gut. Stefan bảo là Stefan còn nhỏ. Tức là hơi thấp. Chưa có, không có với được tên lên trên cao. Wow. Thấp thì nữa, cao gần 2 mét rồi. 1 mét 8 mấy rồi. Mà cái cây này nó từ quả nó từ trên ngọn xuống cái gốc luôn cả nhà. Xuống sát đất luôn cả nhà. Sát đất cũng có quả này. Đó. Ôi, chĩa xuống tận đất rồi vẫn có quả dưới tận đất luôn. Có luôn. Anh nông dân đi hái cherry rồi cả nhà. Đó. Wow. Sneak good. Wow. Ngọt quá. Tha hồ luôn. Chùm 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 luôn. Mê quá. Chôn su ép của bia gắn men đi dưới xa cần vài thớp. Cây này ngọt quá nhỉ. Hai trái rất to. Gia duyết. Stefan bảo cái cây bên đây mới là cây ngọt. Wow. Thử xem nào. Là trung cơ. Bên đó Stefan bảo cái cây bên này nó rất là đỏ, rất là ngon, ngọt lắm, ngọt nhất luôn. Quay đã luôn cả nhà. Thấy cherry chùm 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 này. Và thích quay rồi cả nhà, quay cho cả nhà xem. Ôi, ngày xưa ở Việt Nam ấy trình mê cherry lắm cả nhà, mà trái cherry ở Việt Nam thì còn đắt đấy, ở đây thì rẻ lắm, không biết là mấy cân mang về nữa, không biết, nó tiện đã tính tiền mới biết rồi. Wow, ngọt quá. Nhóm. Aber wir können gleich noch mal fragen. Wow. Oh, so viel weiß nicht, welche. Nope. Noch nicht so viel. Hier besser. Wow, nguyên một xô cherry này cả nhà ơi, nguyên một xô cherry này. Wow. Không nào. Yes, ha. Cây này gần đủ. Thì những cái cây này nó đỏ chót à, xuống tận gốc luôn cả nhà. Wow, trái tận gốc luôn á. Đỏ chót à, mê lắm. Trái tận gốc luôn cả nhà. Wow, những cái trái này thích lắm. Đấy, tiếp phát được một luôn 3 quả.
Wow. Thêm quả nữa là 5. Wow. Đây. Chùm chùm đây cả nhà ơi. Là cam hía. Wow, trái chùm 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 này cả nhà ơi. Ở trên trên cao luôn á. Cherry ở khắp nơi. Kirsch überall. Mê quá. Mê quá. Wow. Chùm 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 này cả nhà. Đã quá chừng luôn. Đó, Tây họ cũng đi hái rất là nhiều cả nhà. Đi hái nhiều lắm. Đang mùa mùa hè là thích lắm cả nhà. Đi hái tha hồ luôn á. Cây chùm 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 không à. Họ thu hoạch không kịp luôn cả nhà, nên họ mở cửa luôn cho người dân vào hái, khách vào hái luôn. Đó. Wow. So. Rất duyệt. Ngon tuyệt. Wow. Wow. Nó. Juice nó. Wow. So deep here. Wow. Thank you, dear. Yes. Oh. Nhà Trinh hái được hơn cân đấy cả nhà. Nguyên một cây cherry đằng phía đằng sau luôn. Chiến lợi phẩm nhà Trinh ngày hôm nay là một xô cherry đấy cả nhà ơi, chắc hơn một cân đấy cả nhà.
Bây giờ thì Sinh sẽ ra chỗ cái quầy để cân ấy, để xem là giá bao nhiêu một cân mang về. Đó, xin cảm ơn cả nhà nha. Đây là một rừng cherry nha cả nhà. Một rừng cherry nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Trinh. Cả nhà nhớ bấm đăng ký để nhận được thông báo sớm nhất khi Trinh ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.